Đây là Farm Bish Florida hả? Hello, good afternoon Farm Bish Florida. Hôm nay ngày 3 tháng 5, mấy thầy trò từ ở khắp mọi nơi có duyên đến cái thành phố này gọi là Farm Bish Florida, nơi qua nhà của Malago của Mr. Trump hả? Dạ. Ở đây đi bộ là nhà Mr. Trump được á. Thì mấy thầy trò có duyên ngồi đây bãi biển, quay biển thôi, người ta biết đây là biển. Cái mình quay ngược lại nó, mấy thầy trò ngồi đây ngay biển. Khí hậu ở đây hiện giờ khoảng 75 tới 80 độ. Tính ra Việt Nam là khoảng 30 độ C hả? Thì đi qua ở đây thứ 6, thứ 7, chủ nhật 3 ngày. Dự mấy cái buổi của Đảng Cộng hòa ăn uống và gặp Tịch Trump. Ở cái cỡ này ông già không? Hồi mấy năm trước có gặp ông lần rồi. Ngày này gặp lại bạn hiền của mình. Bữa giờ bị 80-90 cái lo xu chắc cũng già lên rồi phải không? Thì chủ yếu là hôm nay đi ăn, đi gặp những nhân vật quan trọng lớn của Đảng Cộng hòa, tức là phe ông Trump. Đảng Cộng hòa có nhiều người đâu phải phe ổng đâu, có ông chủ tịch hạ viện nữa, ông mới ký ra 95 tỷ. Ngày mai gặp ổng nè, như tối nay. Thì chủ yếu là đi chơi thôi, vừa làm công việc vừa chơi. Thì thầy trò này cũng giống như đi đóng phim của cái thời này, của cái màn này, thấy tận thế chứ không thấy đâu giống tận thế à. Nói con ăn mặc đẹp kiểu này do đó giống tận thế không? Trời ơi, tận thế người ta đói cho đồ ăn là trái cây, chuối qua đây, qua Florida, chuối quá trời, mận quá trời luôn. Trái cây Việt Nam, ngày mai đi vườn trái cây Việt Nam nữa. Ở đây có vườn trái cây Việt Nam phải không? Lớn không? Ồ, gì đâu giống tận thế, sao chú cứ nói tận thế 5 năm nay hoài ta. À đúng rồi, sàng lọc. Cha thương cho nên gọi là sàng lọc. Không có chết, chỗ nào chết thì chết, chỗ nào bình thường thì cứ bình thường. Chết là những nơi giống như ở dãy Gaza của Hamas, là những người đó hồi xưa họ làm lỗi, họ bị cộng nghiệp cho nên bữa hôm mấy gì mới nói họ chịu chết ở đó. Giờ bữa giờ cũng chết thảm lắm rồi đó, mấy triệu người vậy đó. Rồi tới Biển Đông sắp sửa. Trở lại câu chuyện, mấy thầy trò ở đây thứ 6, thứ 7, chủ nhật rồi trở về Cali trở lại. Mấy em gái cả tháng mấy tháng này tính tổng kết nha. Từ bắt đầu đầu tháng 4 thua bắt đầu đi về Nam Cali mấy ngày, xong cái là qua Las Vegas, xong từ Las Vegas cái bay về Miami. Cái này khác à, cái này khác ở Miami á. Từ đây cách Miami bao nhiêu cây số thôi? 2 tiếng rưỡi là cũng cỡ bằng Cần Thơ lên Sài Gòn á. Thì ở đây khác, thì qua tới đó rồi cái vừa về tới đó cái hộ đi Houston có clip Houston, từ Houston cái hộ đi Reno vừa về giờ qua đây đi liên tục. Còn cái trứng nó chưa nở mà cái hộ lăn dữ vậy đó. Nó chưa nở cho nên mới được lăn, chứ còn nó nở rồi chứ ở một chỗ. Thì qua đây để gặp những nhân vật quan trọng mà muốn gặp đâu phải ai cũng gặp được, người thường sao gặp. Phải là những người nó có cái gọi là cùng sứ mệnh mà Thượng Đế gửi xuống. Những cái nhân vật mà ở đây nè, của Đảng Cộng hòa toàn là mấy tiên trời không đó, phe của cha gửi xuống. Thì Trump thì là giống như là thống sói. Còn mấy cái thằng thừa, mấy ông thượng nghị sĩ hay mấy ông dân, mấy ông hạ viện nữa thì cũng là tướng gì của ổng. Nó cũng có cái sự giao duyên liên hệ qua lại giữa cảm thông con người và con người, giữa hai con người. Mà nếu ở trên trời không cùng phe, xuống đây chổi nhau chối trả luôn. Ở trên á cùng phe thì xuống đây cũng vẫn là cùng phe. Có một đệ tử hỏi mình
động cái gì nhân sinh gì đó, làm sao biết được là mình có duyên với ai như thế nào như thế nào. Đọc lại thử tấn công xong nó to chim mấy cái gì mày nhớ không, hỏi giùm đi rồi trả lời. Giờ tìm lại cái thách cũng hơi khó, nhiều quá mới nằm đầu. Ok, là muôn kiếp nhân sinh, trong đó có câu như vậy: gặp nhau có khi là duyên, có khi là nợ. Gặp nhau có lúc để trả nợ, cũng có lúc nói lại tình xưa. Trời ơi, kiếm nhân sinh có nói lên chuyện đó. Nó là tình xưa hả? Vậy làm sao mình biết được là cái cảm giác bất chợt như một ai đó quyết định mệnh, hay chỉ là cảm giác và ngủ ẩn lục căng để mình biết cách ứng xử? Thì nó là đúng. Khi chúng ta tái sanh, những cái người bình thường như các con sẽ không bao giờ biết mình là ai. Cũng giống như hữu duyên thiên lý nan tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phục. Thì cũng giống như ngồi thiền 5 giờ sáng thụa, gọi là cái tâm linh đó, nó thông cảm với nhau. Một người có thể ở bên bờ đại dương kêu tên một người ở bên đây á, có thể bắt được cái làn sóng đó, cũng có thể cảm giác được, cái đó là có thật. Đây chúng ta là những người điện tử, siêu điện tử mà. Con người chúng ta là siêu điện tử. Thì muốn biết được là mình là cái gì với một cái nhân vật đó hay một người đó, thì trước tiên mình phải nhớ lại ngày khởi đầu. Cái khởi đầu là cái quan trọng nhất. Cái khởi đầu là cái giống như lần đầu tiên con tới cái sạn này con biết nó như vậy. Wow, lần đầu tiên gặp người này thì con coi lại cái cảm giác đó nó là như thế nào. Nó là tất cả, quan trọng hơn tất mọi thứ tất cả trong đời của mình đã trải qua, thì mình biết người đó là quan trọng cho mình. Còn cũng có thể mình gặp được một người mà mình rất là bực bội khó chịu, mình biết đó là nợ hoang ăn già đó, mình phải đối diện. Còn mình biết người đó là một người thân của mình, anh em ruột thịt, hay là chị, hay là có thể cha mẹ mình tiền kiếp, mình gặp người đó mình cảm thấy vơi vơi mến mến, và đồng thời mình chỉ muốn lo cho người đó được an toàn, được vui vẻ, được hạnh phúc, thì đó cũng là duyên. Cái lại giải thích đó, nó khơi lại, nhưng mà mình mờ mờ ảo ảo đúng không, nhưng mà mờ mờ ảo cũng là một cái định hướng đúng. Nó cũng như cái wifi thôi, nếu mà mấy con không có password mấy con không bắt được cái đó. Còn này vô được cái đó là vô được cái bắt được cái làn sóng đó, thì là mình biết là còn người thân của mình, còn người không phải người thân của mình mà là gọi là nghiệp á, đại nghiệp mà đòi nợ á, hay yêu thì yêu cuồng, ghét thì ghét vội. Nó có cái đó gọi là nghiệp. Nó không có, nó phải cần có thời gian để mà mình chứng minh cái tình cảm mình như thế đó. Mà nếu mà duyên tiền định mình từ nhiều đời nhiều kiếp, thì nó phải là một cái sự hy sinh lớn, một cái âm thầm lớn. Không phải vừa gặp quen với nhau, nắm tay nhau, hôn hít nhau, rồi cái dài 3 tháng rồi cái xối xả nhau, thì cái đó là nghiệp. Rồi lỡ như có gì với nhau nữa rồi thôi, nghiệp tới 18 tuổi luôn, thêm cái chai support.
Thì các con phải coi lại những cái ngày đầu thì mình mới biết được. Rồi những cái ngày đầu rồi từ từ nó bồi đắp thêm những cái duyên nghiệp của thời xa xưa. Thì có những cái giống như mình vừa nghĩ ra cái này thì cái người kia cũng nghĩ ra cái đó, nó cũng có những cái trùng hợp đó. Tại vì hồi tiền kiếp á, hai người hợp nhau mới là vợ chồng thống đệ nhau. Ở những nhiều đời nhiều kiếp thì có nguyện thời anh ở đâu em sẽ mãi mãi ở đó, muôn đời muôn kiếp. Cái câu thơ này là ai cũng thường thờ đúng không, thời là dính hết á. Cho nên thụ sợ nhất là đời này thụ không có thời nhiều nữa, thời cái đó là những đời sau còn dính láng hết. Thì khi mà đã mang nguyện lời thời đó rồi thì thế nào á cũng sẽ follow cái lý tưởng của mình, cái lại vô thức của mình. Khi mình không còn sắc phàm á, mình ở cõi trời, con người mình nó cực kỳ thông minh, bất cứ người chúng sanh ở trên thế giới này ai nói cái gì mình cũng nghe được và biết được. Huống hồ gì cái người thân của mình đang ở thế gian này mà mình ở trển, mình đâu có ngày nào được vui. Cõi tiên là vui, nhưng mà người thân của mình ở thế gian này đang chịu khổ, đang chịu nắng, đang chịu nóng để độ chúng sanh, thì những là mình cũng phải nhảy dù theo, có chết cũng nhảy theo, chịu nắng chịu mưa chung, miễn nó gần bên nhau là người ta mới chịu. Chứ còn ở trên trời một mình nó không chịu. Cho nên là nó có cái đó, tại vì có lời thề nguyện mà. Rồi phải hy sinh nhau, âm thầm, phải sacrifice cho những cái mà người thường không có sacrifice, không có làm được đó, thì nó có những cái đó. Còn giống như những tiền kiếp mà mấy con giống như có một chồng, nó là kiếp sau em còn nợ anh cái này, lúc anh chết bất đắc kỳ tử quá mà chưa kịp chăn chối gì vân 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 vân, thì kiếp này mình cũng có thể gặp lại người đó trả nợ một cách nhẹ nhàng thôi. Tại cuộc đời 100 năm nó dài lắm, nhiều chạm ga mà. Đi hết chạm này qua chạm kia thì mình có thể trả nợ người đó 3 tháng hoặc 3 năm là cũng là một cái payoff cái nghiệp, cái duyên đó. Ở đời này á, thụ thấy á, những người mà đòi nợ lẫn nhau á, tại nước Việt Nam mình, tại nước chiến tranh giữa Nam và Bắc, bữa thống kê á, là coi có rất là nhiều người chết. Tôi nhớ thoáng á, là hình như có 2 triệu dân chết, 600.000 lính Việt Nam Cộng Hòa, 1 triệu mấy lính bộ đội bị chết trong chiến tranh Bắc Nam. Thì con nghĩ cái số lượng người giết qua giết lại mà chết lên roughly cả khoảng 5, gần 6 triệu người Việt á, giữa người Việt với người Việt giết nhau. Từ lúc mà có 2 thể chế tự do và xã hội chủ nghĩa, tức là Búa Liềm á, tức là khoảng 6 triệu người chết, chưa tính lính Mỹ và những lính nước khác. Thì con nghĩ tao vừa mới lớn lên 18 tuổi, tao cầm cái súng ra xin Bắc tử Nam, gặp cái thằng miền Nam mày nẻ tao một viên, có thù không? Tụi nó thù, tại nó chưa có được hưởng cái gì hết, tại nó thù đúng không? Còn cái thằng nào mà ở xa bắn nó, nó vừa chết là cái hồn nó bay tới rồi, thì nó sẽ bám theo cái thằng đó. Giống như bây giờ ở ngoài Bắc đưa gần mấy triệu quân thanh niên học từ 12 lên 12 tuổi ra ngoài Bắc, người ta bắt đi lính tới 14, 16 tuổi vô chết trong Nam, thì cũng giết của Việt Nam Cộng Hòa cũng nhiều. Cho nên khi lớn lên thì những cái ông đó nè, bây giờ làm cấp tá, cấp tướng, hay là có thể bộ trưởng, thậm chí có thể làm bí thư hay là làm chức rất là cao của Việt Nam bây giờ, thì con nghĩ những cái người mà bị những người đó giết chết, họ đầu thai vô đâu? Họ đầu thai làm con của mấy cái ông bự bây giờ á. Dạ, đầu thai đó anh chí. Tao bị mày nẻ ăn viên cho nên bây giờ mẹ hối lộ tham nhũng nhiều đưa tao xài tao phá của dân nghiệp mà. Thì cho nên những cái người bạn hối lộ thì bị đốt củi
đốt lò, vô tù, thậm chí tử hình. Còn những thằng con đó, nó cười ha ha, ba chết lẹ đi để con lấy tài sản của ba con xài cho đã, khỏi bị la. Tại vì tiền kiếp của nó là trên chiến trường mà, cho nên ăn quán nó chồng qua chéo lại như vậy. Đó là lý do sao khi thù hạ phàm mang thân người gia với hội đồng chư Phật với hồng trong núi, nhất là chị sư phụ là dạy thường xuyên luôn, gần đây cũng dạy, tuần nào cũng dạy, mẹ nữa, là phải lấy ân báo oán, xóa bỏ hận thù, lấy từ bi để mà đoàn kết dân tộc, lấy đức để độ chúng sanh, để mà kết hợp lòng người. Cái thể chế nó làm hư con người, cái thể chế như một cái máy bự vậy. Còn những người mà lái cái máy thể chế vô thần đó, thể chế các mác Lenin đó, những người đó tuy là họ là những người operate cái máy đó, nhưng mà họ không có cố tình, họ không làm, họ không có sự sống. Khi một cái thể chế mới sắp sửa sẽ thay đổi cái thể chế mà thụt lùi 49 năm này á, thì cái thể chế mới, nhất là người ngoài Bắc, không cần gì phải lo sợ sự trả thù, mà chỉ lo làm sao để dùng tài trí của mình để xây dựng một đất nước hùng cường giàu mạnh trong những ngày kế tiếp. Là về cái thể chế mới sẽ không tìm những cái người làm ác, mà chỉ muốn diệt đi cái nguồn máy ác thôi. Còn những người đã từng làm ác sẽ được xóa hết, không có tội, chỉ quay đầu, đừng có cùng thuận chiều, thuận buồm, thuận chèo thôi. Đó là mấy vị thường dạy, nghĩa là không có còn, nước Việt Nam sẽ không còn bán cho Trung Cộng, và không còn nhận tiền hối lộ của Trung Cộng, và không để cho ngoại bang tồn tại trong quốc gia của mình. Đó là bề trên dạy, lấy lại chủ quyền quốc gia, lấy lại cái phẩm cách của người Việt trên toàn thế giới. Hôm nay mấy thầy trò có duyên có mặt ở Palm Beach, Mar-a-Lago của ông Trump, thì đi đâu cũng có một đội quân ninja này nè. Ninja không à, đây là những đội quân ninja security. Tố Nghi là number one ninja. Ở đây nó mới tiên, cho nên không có cần security, với con này an toàn lắm. Tại vì không có bodyguard, chỉ cần nữ ninja thôi là cũng trị được mấy người sát thủ rồi. Thật sự cái điện thoại mấy con đó lợi hại lắm, thấy có gì á thường chạy mấy con gọi 911 thôi, nó quýnh luôn đâu có lại tụi nó. Nhưng mà ở khu này là được rất là cảnh mạch, thì bãi biển Florida rất là tuyệt đẹp, nước biển xanh xanh blue luôn á, cái này Cali không có. Cái này người ta thống kê thôi nhưng mà nó không có chính xác nè. 444.000 thanh niên miền Bắc bị chết, 288.000 miền Nam bỏ mạng, 2 triệu người Việt Nam vô tội chết trong lửa khói, 1 triệu lính miền Nam bị bỏ tù cải tạo, 165.000 lính miền Nam chết trong trại tù cải tạo, 1.500.000 người dân miền Nam vượt biên. Cái này thống kê sai, dự đoán khoảng 2.500.000 người, rất là nhiều quá, tại chết dưới biển nhiều quá. Khoảng 2.500.000 người dân miền Nam vượt biển, trốn bỏ chế độ. Khoảng trên 600.000-700.000 người tới 1 triệu, gần khoảng nữa, người bỏ xác trên biển. 90 triệu người dân Việt Nam bị tước mọi quyền căn bản tự do từ ngày này. Vậy các bạn đang ăn mừng hay làm điều gì lạ vậy? Hỏi lại câu đó, cũng là anh em với mình. Tổng cộng gần 5-6 triệu người chết, vậy mà còn ăn mừng cái gì? Không có thể nào mà 30 tháng 4 là bữa lễ ăn mừng, kỷ niệm thôi. Và cũng không có nên đau buồn, tại vì nước mình có cái nghiệp thì phải nhờ con cháu Bác Hồ xả nghiệp.
xả hết rồi thì lại đến thời Thái Lai, hùng cường giàu mạnh trở lại, nước mình sắp sửa hùng cường giàu mạnh trở lại. Những tuổi trẻ từ 18 cho tới 45 là tương lai tràn trề của một nước Việt mới. Nếu không có sự thay đổi, nếu mà không có sự thay đổi, 18 tới 45 sẽ thành những người vô dụng nhất. Sáng sỉnh chiều say ngày ba cử cà phê, rồi tới 45 50 tuổi ăn chất độc của Trung Cộng, chết âm thầm, rồi cũng âm thầm khiêng ra ngoài bờ ruộng bờ hào, chôn xuống ba tấc đất. Thầy muốn cái nào? Muốn có một tương lai giàu có rạng ngời, rồi muốn có cuộc sống bình thường như những người Âu Châu, những người Mỹ giàu có. Một căn bản của một con người là có căn nhà đẹp, không ở biển thì cũng ở mỗi khu tốt. Tệ nhất là cũng có bảo hiểm sức khỏe để mình đi khám sức khỏe. Còn Việt Nam mình, cái mức sống bình thường rất là thấp, không có. Những người già không có sức đi làm thì đói. Đói tức là thiếu dinh dưỡng. Thiếu dinh dưỡng vitamin mỗi ngày mà thiếu thì sẽ tuổi thọ sẽ giảm. Cho nên nước Việt mình phải gắn lên 18 tới 45. Đây là tương lai và đây là cơ hội. Cơ hội cuối cùng để mà bề trên Thượng Đế đã sắp đặt. Sau này khi một cái người lãnh đạo mới, họ sẽ biết cách gì để họ làm. Ngoài cái người này ra còn có hàng trăm hàng triệu vị Bồ Tát Tiên Thánh âm thầm sau lưng để mà dìu dắt tất cả những người có trách nhiệm và là đứng đầu trong những cái bộ máy mới để mà làm những công việc đúng. Nhưng mà cái căn bản là thiên tâm bây giờ trên 1/4 nước Việt đều để nhất là cái giới luật số 1 là nhân lễ nghĩa chí tín. Chỉ cần biết một cái đó thôi là nước Việt cũng đã giàu rồi, là không có tham nhũng, chỉ biết đúng biết sai thôi. Ở trên mà làm sai thì ở dưới sẽ sai hết. Hiện bây giờ nước Việt giống như thập nhị sứ quân loạn, không có cái hệ chế, không còn ai tin tưởng nữa. Cũng như là lựa cái gì á, đèn cày mà treo trước gió vậy đó, bất cứ lúc nào có thể tắt. Dân thì mỗi ngày mỗi khổ mỗi đói tim. Bây giờ hạn rồi, hạn hán là khắp mọi nơi. Sau hạn hán thì lại bị nước mặn, rồi cái kênh Phù Nam của Miên mà do Mưu Mô của Trung Cộng nó mới đào ra rồi, thì những nước mà ở trên nguồn biển hồ sẽ không có, nó làm cho thiếu nước, thì ruộng lúa của miền Nam sẽ mệt lắm. Mà những nhà lãnh đạo không lo mấy cái chuyện hậu thế, mà không biết lo cái gì, cứ đấu đá nhau trong vòng không đầy 3 tháng. Nguyễn Xuân Phúc cũng bước đài, Thủ Đức Đam cũng lọt cửa sổ, Phạm Bình Minh cũng té, rồi tới Võ Văn Thưởng, rồi hôm nay tới Dương Đình Huệ, rồi bữa nay thì mấy ông gì nữa đó? Dương Văn Thải. Trò nhiều lắm. Mấy cái chức nhỏ không tính, mình tính cái chức bự dễ nhớ phải không? Còn những ông bầu, đại ông bầu thì đem đi xào bột. Trương Mỹ Lan thì xào bột. Cái gì ông Minh về nhà cửa đó, chứ trà bắn nước là gì nè? Tân Hoàng Minh phải không? Nhiều lắm, toàn là lựa những cái nhà tài phiện giàu có mà đi bắt người ta ở tù. Thì làm sao mà nước ngoài người ta nhìn thấy để người ta đi đầu tư vô được? Nghĩa là tự mình tiêu diệt mình. Nó giống như đảng cướp nhiều hơn là một quốc gia. Mạnh ai nấy sống, chẳng ai lo chài hết. Còn húng hồn di dân là thôi bỏ mặt dân đó. Nước Việt bây giờ là như vậy. Nên tại sao Hữu nói là thật Việt thật thấy dân khổ, dân đói, đau lòng mà nói
thuốc đắng thì giả thật, mà mình càng nói họ càng nói mình chống cộng phá, làm gì chống làm gì phá, yêu thương hết, đâu có chống ai đâu. Mình chỉ nói để mà mình có cái sự hòa đồng quốc nội hải ngoại, để mà đưa 6 triệu người về, mỗi người chỉ cần đem 20-30 nghìn đô thôi. Người nào làm tiệm nail thì mở tiệm nail Sài Gòn còn đắt hơn là mở tiệm nail ở Mỹ nè. Tại Việt Nam mình ai cũng làm nail á, ai mở tiệm nail Sài Gòn là giàu luôn á, ở thành tỉnh cũng vậy. Còn ai mà làm facial thì trời ơi, khách du lịch đi vô Sài Gòn cái gì là 20 nghìn đô thôi là thành triệu phú. Nhưng mà bây giờ 6 triệu trên người hiền á, đang dỗ cảnh không chuẩn bị bay, nhưng mà chưa bay, sắp sửa bay, sổ bảo đảm từ đây tới cuối năm sẽ ồ ạt về. Quốc gia chúng ta sắp sửa có một sự thay đổi rất là mộc nhiệm. Những gì Hù nói 5 năm nay, nếu mà ngồi kết lại đi, ngồi lại ghép từng bức hình đi, sắp sửa nó ra, còn cái cuối cùng nữa, mấy con không thấy ngẫu nhiên hả? Ông Trump thì sắp sửa bước vô tòa Bạch Ốc, bao nhiêu gian khổ ông cũng kể người trắng xông pha vô tòa Bạch Ốc. Hôm nay mình đến đây để mình ủng hộ tinh thần cho ông. Một bên á, nước Việt á, thì chính trị bất ổn, không có người lãnh đạo. Công an đó mà đâu có quyền để mà kiểm soát quốc gia, tại họ chỉ là giữ an ninh trật tự thôi, thì làm sao mà có thể kiểm soát quốc gia được. Cũng giống như thời nhà Minh á, quan quan thái giám mà gọi là cẩm y vệ đó, đúng rồi đó, cẩm y vệ phải không? Hồi xưa mà bảo vệ hoàng cung đó, mấy thằng bị thiến á, cẩm y vệ. Bây giờ thái giám tiếm quyền vậy đó, giống vậy đó, cho con cũng vậy đó. Rồi thừa tướng, thượng thư rồi bị chảm vậy đó, cẩm y vệ lên. Dùng cái cẩm y vệ, áo vàng phải không? Lên để mà tiếm quyền. Đó là một quốc gia đang hỗn độn. Rồi thì quốc gia này sẽ không còn tồn tại lâu. Rồi coi thử ở Trung Đông. Ở Trung Đông thì sau khi Do Thái quyết định là một mất một còn với Hamas, thì hôm nay răng nhào vô sẽ chiến tranh với Do Thái. Rồi song song ở bên Ukraine, Putin thì nhất định đánh Ukraine, nhưng mà Ukraine chỉ là con mồi để nhử cho Nga nó yếu, để mà khi Mỹ đánh tàu, Nga nó không có đủ sức để mà hai chọi một, không chọi cũng què, đúng không? Còn Trung Cộng bây giờ trong bên trong rất là xáo trộn, chỉ là dương dài vua mỏ mòm thôi để hù người ta. Còn Nguyễn thì lại rất là đói thì nghe lời thì hù dọa, tất cả là đều hù dọa. Nhưng hôm nay Mỹ quyết định đánh một lượt. Tuy là ông Trump với Biden là nghịch với nhau, nhưng mà đối ngoại kẻ thù thì Mỹ nó lại đoàn kết. Cho nên 95 tỷ vừa mới ký ra là để cho chiến tranh thứ ba đó. Chiến tranh thứ ba là 95 tỷ mới vừa ký. Cơ trời đi nhỉ, để đánh lượt thì trở lại cũng là phụ nói chúng là bố liềm á, bốn nước bố liềm mặt đen chùm khăn nè, cái đám đầm lầy của Mỹ nè, cái đám tiền tài của thế giới nè, rồi cái đám chùm khăn. Khi mà những cái ác này á của toàn thế giới á, mà nó chết một lượt, nó không có chết từ thằng, thì năm cái ác sẽ đi một lượt là gì? Con thấy nó mồng nhiều không? Cái đó khó ai nói được lắm. Giờ chấp luôn á, ngày chiều nay Hữu đi gặp mấy ông thượng nghị sĩ, mấy ông cũng không có thể đoán được nữa. Mấy ông cũng chẳng qua là người phạm thôi. Tuy là bề ngoài mấy ông coi là ấy phải không? Nhưng mà ông sao bằng được con của ông trời. Hữu tới đây không phải là chỉ bình thường đâu. Ở trên kêu tới để mà dùng, con thấy chư thiên với mấy ông rồng đầy ở vùng này. Sao bộ không có di chuyển cái bước chân Hữu không về vùng này á, thì mấy ông không có energy, cái tinh thần thông minh hơn nữa, nên cha mới kêu di chuyển về đây để mà support về mặt tinh thần để cho ông lẹ lên đó. Là chư thiên với hộ pháp với phụ đang ở vùng này đầy để mà gia hộ cho ông Trump đó.
lúc này đảng giống như mình giữa mình với quỷ là nghiêng ngửa phải không? Cõi thế gian của mình là có sư phụ. Mấy người này không biết, mấy ông thượng nghệ sĩ cả 100 ông chả biết ổng là ai, sư phụ biết ổng là ai, biết mấy ông nội là ai, biết cái ông mà đi với mình sáng giờ cũng là ai, đừng nói tên này. Về mặt tâm linh là mục đích chính là đem tất cả vị thiên long bát bộ hộ pháp về đây ủng hộ cái phe Cộng hòa để mà bước vô Nhà Trắng, đó là điểm chính. Cho nên tất cả hội thiên các con hôm nay có mặt ngay ở đây nè, là vấn đề là chuyện như vậy này. Một lòng mà sư phụ bước chân tới đâu là chỗ đó sẽ may mắn. Thiên tử không phải dễ đi chỗ này chỗ kia đâu, thì để đi ủng hộ phe Cộng hòa, tại mấy ông cũng là con người, giờ ủng hộ mà về tinh thần mới là quan trọng. Cho nên tại sao mỗi lần mà ông Trâm ông bị oan ức rồi này nữa, ông ngước mắt God help me, God help me, ông Trâm ông hay làm vậy, thì cha trên điển vô cái tâm ông một cái chiến thuật mới để mà ông đánh lại. Còn Biden mỗi lần mà bị ông Trâm làm gì đó, Hunter Biden hay laptop evil help me. Nhưng mà cũng mà bên kia nó cũng gọi là God, mà God on the dark side phải không, bên đen phải không. Đây bên kia điển vô tâm, ok rồi mày chơi trò dơ này nghe, mở cửa biên giới rồi đại cái rồi ai cũng là God không à, God nào kìa. Đây là Malago của Mr. Trump. Mấy thầy trò cũng vừa đi công việc, vừa công việc của mình, công việc của bà trên giao phó, và cũng đi cho biết. Đây cũng lần đầu tiên hữu tới cho nơi này. Farm mission. Con ngồi đó con bị nắng không? Thấy con nắng nó xuống dám nói lâu quá sợ. Nắng thì chịu không nổi. Không sao hả? Lô đen cũng đẹp. Chút chiều á nó mát á. Đại phước cha cho sư phụ xuống trần một minh quân, một vị vua tương lai để mà lập lại một nước Việt mới. Cái gì kêu sư phụ nói vậy luôn để cha hiểu thôi. Người không hiểu là vì người không có tìm hiểu, còn người hiểu thì họ lại hiểu thêm, họ vững lòng tin hơn. Tại vì cơ trời hôm nay không còn cái gì gọi là dấu nữa, nó rõ hết. Con cứ nói con lại, vua kiệt hồi quý là con, tên của con Đức Thầy dạy vậy. Con có giải thích cho họ. Ở trên con dạy cho phụ nhiều cái hay lắm. Họ không hiểu tâm linh, con có tài con phải dắt họ vào tâm linh. Làm sao dắt được, tâm linh đâu phải dễ dắt. Mấy con có lòng tin mới ngồi đây với phụ đúng không? Mới lặn lội qua đây thì đâu phải bao nhiêu người có lòng tin đâu. Trở về cái câu chuyện mà nhân sinh đó, thì là cái lòng tin này nó đi từ những cái tiền kiếp mà những đứa xung quanh phụ đã miệng thời từ tiền kiếp nó mới có ngày hôm nay. Có tiền kiếp, có nguyên thời. Sư phụ cũng làm vua nhiều đời mà, thì cũng tạo nghiệp cũng nhiều đó. Nên hôm nay gặp lại. Rồi hôm nay có những đứa nguyện thời để mà cùng với hụ cuộc hành trình kế tiếp. Tại vì hồi lúc trước cách đây mấy tháng cha về cha nói là giống như dù thời khi cái trái đất này không còn sự bất công, sự hữu không thành thật đúng không,
hôm nay năm ngát sẽ ra đi thì thế giới này sẽ trở lại thanh bình, trong lành trở lại. Thì sư phụ đâu còn việc gì để làm, lời nguyện đã đạt rồi. Thì cha nói là con ở những cái hành tinh khác xa xôi, cách đây hàng nhiều tỷ ánh sáng, cũng đang cần sư phụ qua đó để lập đạo. Tại cái nghề của sư phụ là vừa lập đạo, vừa chỉ cho cái nhân sinh ở đó có một cái nền kinh tế và thành lập một cái tổ chức quốc gia rất là đàng hoàng. Cái, bao nhiêu đời của cái quả địa cầu này, nhiều nghìn năm, nhiều đời nhiều kiếp, đó là chuyên viên. Những đứa con của cha mỗi đứa có một cái tài, tài của sư phụ là giống vậy, nửa đời nửa đạo vậy. Rồi cha nói sau này con sẽ đi những cái hành tinh kia, cho nên hàng đệ tử hôm nay đứa nào nguyện thời thì kiếp này là chắc hẳn luôn sư phụ rồi, khỏi nói kiếp này rồi. Con đi theo nhiều kiếp sau nữa, có nghĩa là gì? Có nghĩa là con không có bị luân hồi sanh tử trong cái thế giới ta bà này. Cái thế giới ta bà này, cái thế giới nó khổ nhiều hơn sướng. Còn trên kia tuổi thọ ta sống tới cả ngàn năm. Những cái thành tinh như Bắc Cô Lô Châu, nó sống tới Bắc Cô, mình là Nam Thiện Bộ Châu, cái thằng Bắc Cô Lô Châu nó cũng người như mình á, nó sống 700 năm. Mình vô mình check khách sạn á, bữa nay cái còn nó đâu cần check khách sạn, nó yêu nhau cái là nó có cái cây bự như nè, cây tự nhiên mở cửa ra cái hai người cái vô yêu nhau. Tại vì người đó cha cho cái loại là không có bị ái, không có bị nặng nợ ân tình á, vô hai người nằm trong đó 7 ngày 7 đêm để cây nó vô nó đóng lại, rồi xong cái tại vì họ không cần ăn đoạn như mình mỗi 4 tiếng không, liên tục 7 ngày 7 đêm sanh ra đứa con luôn. Rồi cái họ không có thương con, tại vì họ không có bị program, tức là bị lập trình là phải thương con, phải trách nhiệm con. Cái họ để cái con họ trên cái cành cây đó, rồi cái họ đi thì người đi qua đường nuôi đứa con đó bằng những cái giọt mồ hôi trên ngón tay đó, chăm nó một chút như sữa vậy đó, thì nó lớn cũng rất là lẹ. Rồi nó lớn lên thì nó cũng không có cha mẹ, tức là nhân sinh ở đó sống rất là sung sướng, chỉ có hưởng và mạnh khỏe, không có ai bệnh bệnh gì hết, tới 700-800 tuổi luôn. Thì Bắc Cô Lô Châu vậy, chứ không phải như cái hành tinh của mình, trời ơi, hung nhau một cái rồi là thờ nhớ nhau suốt đời, khi thù nhau suốt đời, mấy tiếng đi cười con. Cho nên cái hành tinh của mình bị cái ái thành cái thủ. Mà người này thương người kia thương không được, mà thủ không được thì thành ra sân. Sân thì làm gì? Sân thì si thì u mế vô minh, làm cái tạo ra nhiều nghiệp. Đó là cái là cõi ta bà chúng ta lặn thập là gì? Rất là khó. Mà nếu mà mình sống được cái cõi này rồi á, mình đi mấy cõi kia là chắc ăn như bắp, không có gì phải lo hết. Bên kia nó cũng có hệ thống như mình nha, vua chúa rồi vậy đó. Rồi cũng người ta không có nhiều cái nhu cầu. Mình á thì nhu cầu nội mà ăn mặc chỗ ngủ áo với đồ ăn thôi, ba cái đó là mình cứ quay quần suốt cả đời là tốn tiền. Mua quần áo nè nghe, rồi đua đòi đồ hiệu nè nghe, rồi nhà nữa nè nghe, xe nữa. Bên kia đâu không cần cái đó, bên kia họ rất là thoải mái. Mỗi một cái hành tinh cái hệ thống mà ở trên đó, lập trình như thế nào để cho con người ở đó bớt tạo nghiệp và sống sung sướng hơn cái hành tinh mình. Hành tinh này lập trình cho mình cái gì cũng phải tự đốt đuốc mà đi, tự vươn lên. Người nào mà lệ thuộc người khác thì người đó chỉ có nước mà không biết tu tập, là chỉ có nước ở đây thêm nhiều dòng lắm. Cho nên họ thiên chúng ta là mấy con phải tự đốt đuốc đi mới về được. Đây mình xuống đây là mình học một cái bài thi rất là đích đáng nè. Mà muốn làm đầu hay làm người nó không phải dễ. Như con rùa mà trồi lên mà đụng cái khúc gỗ mà giữa ngã tư dòng sông trôi chảy xiết vậy đó, rất là khó khi mang thân người. Mà mang thân người của thời tận thế này á, mà không làm đáng con người á,
thì biết chừng nào mới làm được người. Mà giàu cho có làm được người chưa chắc làm được người Việt Nam. Mà làm được người Việt Nam á, mà sanh ra ở những cái vùng không có hiểu về tâm linh, không có hiểu về đạo, thì cũng rất là phí. Huống hồ chi sanh ra thành những quốc gia khác, hay là những vùng biên cương lãnh địa không có gặp thiện chí thức, tức là gặp người khôn. Một đời người các con ra đường gặp một người khôn thôi là cả đời con sẽ thay đổi cuộc sống cực kỳ. Còn hơn là ở một cái nơi mà mình cứ biết có công việc hành tiêu tỏi sáng đi chiều về, có nhiều chuyện nó làm tới làm lui hoài, giống như con thoi vậy đó, không có biết chuyện gì khác, thì nó rất là uổng phí cuộc đời. Cho nên những người có hoài bão lớn muốn về trời, muốn có nhiều công đức để mà mẹ thăng lên, ví dụ như đệ tử Tổ Nghi nó ở trên trời á, Tổ Nghi thuộc dạng cái chân mệnh là cái cốt gọi là Hồ Điệp. Hồ Điệp là con bướm khổng lồ trên trời, thế gian mình không có. Cánh có hai cái mặt trăng, bướm chân của mẹ mình. Mà xuống đây á, mà làm nhiều công đức đi thì lên trên đó mẹ quá cốt rồi thành Bồ Tát. Mẹ là người được quá cốt, có đứa chưa mà được quá cốt, nhưng mà mang thân người, có đứa đã được quá cốt rồi. Con hiểu không? Thụ coi, thụ biết. Thì đây là một cơ hội để mình trở thành Bồ Tát. Trên trời đâu, con đâu phải là tu ở trên trời con thành Bồ Tát được. Ở trên trời giỏi lắm là Tú Nghi là tiên thôi, đã Hồ Điệp biết chân mệnh thôi. Thật sự nó quá cô tiên cũng được, nó ba vòng vòng quá không. Con coi phim Bông Thần sao mà y chang vậy đó. Thì đây là cơ hội để mà mình lập công. Nó cũng giống như bây giờ là một cái giống như cái thời kỳ mà của Silicon Valley, mà những ngành chip vừa rộ lên á, ai ở giàu cái thời đó sẽ giàu vậy đó. Còn nó qua hút cái thời đó, bây giờ muốn làm giàu cũng khó. Thì cái thời này có sư phụ đang ở ngồi ở đây, rồi có các chi vị sắp sửa final line của 7 năm lận đận lao đao này. Mình coi như 6 năm rưỡi rồi lận đận lao đao tận thế đó. Thiên tai nè, địa chấn nè, dịch bệnh nè, chiến tranh nè, kinh tế nghèo đói nè, đó là 7 cái đó. Mình ở vào giai đoạn chót rồi thì mới có những cái cuộc sàng lọc của vũ trụ. Thì con thấy bao nhiêu hiện tượng nè, hai mặt trời là nhật thực nè, con thấy phụng hoàng khổng lồ ở núi Bà Đen không, sao hồi xưa không hiện lên, sao giờ hiện lên. Rồi mấy ông rồng hiện nè, với phụng hoàng hiện cách đây mấy năm ở Sài Gòn nữa, rồi nguyên cái bản đồ của Việt Nam hiện lên ở Hà Nội nữa. Cho nên những cái hiện tượng đó, bao nhiêu hiện tượng, mục đích chủ yếu là muốn cho họ tin những lời thù nói. Tại vì thù nói than với mấy vị tối ngày, trời ơi thái tử mệt quá, nói 5 năm nay nhưng mà không biết gì trơn. Được, chúng thần sẽ tạo thêm nhiều hiện tượng lạ để cho họ tin. Tại thù nói chuyện với mấy vị mỗi ngày á, thì những cái hiện tượng mấy con thấy giống như núi Thiên Hồng Sơn mình cũng hiện tượng lạ. Rồi mấy ông rồng hồi nãy cũng bay đây đầy nó cũng hiện tượng lạ. Nãy đệ tử này thấy phải không? À, mấy mặt ở đây cũng thấy, là thấy mắt phải không? À, ông mắt thiên nhãn ở đây đúng không? Thì cho nên những cái hiện tạm một chủ yếu là để cho họ ghép lại cái bức hình, để cho họ ngộ ra ai có lợi, họ có lợi, dòng họ có lợi. Chẳng qua là họ vô tri vô minh là siêu ngu. Mà bây giờ mình làm sao để mà cho cái người siêu ngu để hiểu mình rất là khó. Đó là do tự mình xuống đây, tự mình phải có một cái chi kiến, phải có một cái trí thức căn bản để mình hiểu mình đang ở đâu, đang làm cái gì, đang nghe nói chuyện. Chứ họ không có hiểu cái tiếng của sư phụ nhiều. Nhất là mấy đứa trẻ bây giờ thích mấy cái náo nhiệt showbiz hay là mấy cái ngộ wild đồ này kia, họ thích. Còn mấy cái bình thường kiểu sư phụ nói, cái họ chấp vào cái danh từ sư phụ, chấp vào cái kiểu cách sư phụ nói chuyện, rồi cái họ không có thích nghe. Nhưng mà ngoài kia những cái người lớn tuổi cũng có một số người, cho nên mình mới có
có mấy chục triệu người đó. Nhưng mà cái số lượng mà sư phụ cần nghe là cái đám trẻ Việt Nam kìa. Đám mà chạy ông ra rồi showbiz, rồi coi đá banh, rồi ở trần kể ông ra ngoài đường á, kiểu như Ngọc Trinh chạy mô thể cộ, cái đám đó thuộc cần, tự vì cái đám đó cột trụ của nước Việt, nó cần phải nghe nhiều hơn là người lớn. Người lớn chỉ mong về trời thôi, còn cái đám đó nó phải quay đầu và nó phải giúp sư phụ khi sư phụ về nước rồi. Cái đám đó, và đám đó khó độ nhất trong lúc này. Mấy đứa con còn trẻ mà hiểu được đó là nó không có đại, thì nó có làm sao để độ cái đám đó. Nước Việt sắp sửa có nạn đói nữa, lũ lụt nữa, nước có lũ lụt. Hiện giờ là khô quá không? À, nhưng mà đến nước mà nó dâng lên là lũ lụt. Để làm chi? Mục đích cho khổ, cho đói, để mà xả cái nghiệp. Thì sư phụ cũng thấy dân khổ, phụ chịu không có nổi, cứ than với bề trên. Thì bề trên mới nói, tự vì họ không có biết cha là ai, cũng coi thường những lời sư phụ nói, cho nên họ cứ họ phải chịu cái nghiệp đó thôi. Chứ còn cả 5 năm nay sư phụ đã làm cái gì? Thì đã làm hết mình, đã cố gắng hết mình. Giờ muốn sư phụ làm gì nữa vậy? Hiện thần thông bay là chỉ có một cái là sau này ngài sư phụ về nước, lúc đó Xích Long không có ấy sư phụ yêu cầu thôi. À, lúc xưa Xích Long không có hiện bằng mây cho mình, sau này sư phụ nói hoài họ cứ chờ cái Xích Long được để tấu về với cha là thượng đế, để cho họ thấy có một chút xíu và mầu nhiệm. Thì từ đó Thánh Long với mấy vị mới hiện trên mây cho mình chụp hình á, mỗi lần cụ đi đâu. Nhưng mà rồi sau đó, thì mấy thượng nói cũng có một số người cũng có tưởng đâu là mây thượng, Thánh Long không hiện nguyên hình luôn đi, cái nó phải hỏi lên nữa, tại nó trái với lực âm dương á, không có nên. Cái thượng nói ok, vậy mai mốt khi nào cụ về Việt Nam á, hiện nguyên hình ba vòng vòng ở quận nhất á, cho sợ. Nhưng mà lúc đó nguyên hình một con rồng mà bả vòng vòng Sài Gòn thì lúc đó là sao? Giáo họ lấy súng mà bắn đó mà. Còn có biết khi cái người nó vô chi á, chuyện gì họ giống không dám làm, hay họ la là đó hay quá, bữa nay có chuyện lạ để coi. Rồi xong chuyện rồi họ cũng chở vô đâu giờ đó, tốt kỹ quần tốt kỹ. Còn có đặt câu hỏi gì không? Với đề tài không? Rồi đây chiều nắng. Thầy muốn nói tiếp. Núi Cô Tô bị cháy hả? Cái đó là về họ nhập đồng với họ trượt nhiều quá, tạ nhiều quá. Thì mấy vị phải dùng lửa để đốt hết mấy cái trượt trước khi hụ về, để cho nó có không còn ma quỷ ở đó nữa. Ở Việt Nam tu không tu mà mê tín với mấy cái bùa ngải thư ém nhiều thì cái núi nó bị cháy. Cái nạn mà sắp xảy ra ở Việt Nam là sẽ xảy ra trong vòng 1 năm hay là sẽ kéo dài sang năm sau? Tôi nghĩ tháng 7, tháng 8 đó, là cái mùa nước á, sẽ lục, là lục nước mặn đó, nó sẽ còn khổ hơn mùa hạn này nữa. Tôi thấy bển bây giờ á, mua ca nước gì cũng phải tốn tiền, không có nước con người dễ chết lắm, không biết không? Không có cái gì mà khổ bằng nước Việt trong lúc này. Thiếu việc làm, thiếu nước, thiếu gạo, thiếu thuốc men, con thấy khổ không? Chúng ta đi travel đây thôi mà chúng ta cũng phải uống vitamin nè, uống nước này nước kia để mà bù lại, còn bên kia người ta đâu có vitamin gì đâu. Dân sống mà không biết ngày nào mình ngã xuống lúc nào, tại nó thiếu một cái đi hay cái si cái bi thôi. Rồi người mình có thể bị té rồi chết á, hiểu không? Mình đây mình trước thời sàng lọc mà mấy con lúc nào cũng mặc đồ đẹp cả đi
không được ăn nha, sen nữa không. Qua tới đây mấy thầy trò đi tìm tiệm phở, chỗ mấy tiệm phở phở số 1, phở số 1 đóng cửa về cây xanh, cái qua phở 16 chắc chủ này nó đóng cửa mà không lên online. Cái qua tiệm gì nữa, nhiều tiệm lắm, mà cuối cùng cái phở Sài Gòn Florida, đi chỗ nào cũng có tiệm Việt Nam, chỗ này cũng có. Mình có ngồi đó nóng không, vô đây ngồi đi. Ủa, nóng có lưng của con á. Thử này dễ thương lắm. Còn cái giao duyên nó không tin, nhưng mà đến ngày mà sư phụ nổi danh á, tự động nó tin á, nó giống như ít nhiều nó cũng biết được chút chút, thì lúc nó turn around cũng lẹ. Chưa có đủ phước á. Tại cái phước mà tin cho phụ á, là nó cũng giống như là đã xả hết cái nghiệp mới có lòng tin. Tại vì những người có lòng tin với phụ hiện giờ là chắc chắn sẽ được về trời, được về cõi trời. Tại vì trước tiên là mà còn không có phạm giới, đúng không? Để tin cho phụ thì đâu có nào phạm giới đâu, về trời. Còn không có lòng tin ở thời nay, có chuyển lên thánh dương, có thiên tử hạ phàm, có sư phụ là chúa Xu Tái Lâm, rồi có những lời tiên tri của Thư Bối Đồ, hay là của Xuân Hạ Tác Tuần Thư, hay là của Notre Dame, hay là của kinh Khải Huyền. Khải Huyền cũng nói sư phụ nữa, tất cả những kinh điển trên thế giới chung có một người đó, sư phụ cả, đâu có hai người đâu. Tại quả đất này là tiếp theo như hạt cát của cha thôi mà, cần gì nhiều con của chai thuốc, mình sư phụ là đủ rồi. Thì những kinh điển đó là những lời rất là quý giá. Bây giờ con đi đâu người ta cũng trân trọng những kinh điển đó. Trân trọng là một chuyện, nhưng mà ngày xưa chú cũng có nói rồi, ta trở lại tất cả các ngươi đều không nhận là ta. Con coi lại đi, khi ta trở lại lời của ta nói cả thế giới đều nghe. Mà thời xưa người ta đâu có hiểu là được có YouTube này đâu. Khi ta trở lại ta có một cái quốc vương riêng của ta. Sau này phụ về nước Việt làm vua, phụ có dùng cái uy quyền đó để mà nói cho toàn thế giới biết. Thì từ đó mới có cái bài kính thiên á, mẹ nói là rồi đây nắm giữ giang sang, lo cho quốc thái dân an lâu dài là một chuyện nha, lo cho cơ đạo ngày mai. Chứ còn hiện giờ Thiên Long Sơn, chúng ta nói Thiên Long Sơn có 5-7 nghìn người, nhưng mà đâu có những cái trường đại học của Thiên Tâm đâu. Không phải có tiền có quyền thì lúc đó thế giới họ mới bắt đầu làm mấy cái đó, họ mới đổ về Thiên Tâm, rồi từ đó họ mới so sánh những cái technique, những cái công thức của những cái tôn giáo khác học cái gì. Rồi cuối cùng Thiên Tâm chúng ta là siêu quần, là học Phật ngồi thiền, là từ bi. Chứ còn và cái thần hồn, những lời phụ nói là thiệt, cái thần hồn nó có thiệt, nó đi từ xác này qua xác kia trở lại mà nhân sinh á, thì cũng là vậy. Những cái thần hồn mấy con có thể ngày xưa cũng có thể là người thân của phụ, thân kiểu nào phụ không nói. Nhiều lúc mình nói ồ vui xưa là hoàng hậu của tôi, về đòi làm hoàng hậu đâu được, kiếp nào mình tính kiếp đó. Tại cái phim thời xưa là phim thời xưa,
còn cái phim thời nay là phim thời nay đúng không? À, đại khái nó có kiểu ở đó xưa vô là xưa như tôi em vô là Tần Thủy Hoàng đại khái, nhưng mà cái phong cách và cái lại gia thức nó không có thay đổi. Tại những cái gì mà mình học của tiền kiếp, những cái cư xử nhẹ nhàng im dịu đó, giống như bà công chúa con của ông Long Dương cũng vậy, bà thấy phong cách của bà không? Tại bà theo thụ từ nhiều đời, từ đời vua Thế Lê, Lý Thế Dân, đời Sron Champo, mà lúc mà thụ mang đạo Phật tử Ấn Độ qua, bà cũng là theo như thụ. Rồi bây giờ bà còn đòi đi theo mấy thành tinh kia nữa, rồi cái da bà bây giờ mịn trắng vậy. Nhưng mà nói giờ anh đi những cái thành tinh da thằng lằn rồi, em cũng da thằng lằn sao? Ồ, ai sao mình vậy mà? Cho nên phải có nguyện thệ á con, phải mới theo hoài vậy đó. Nhưng mà còn song song cũng có những cái nguyện, những người khác cũng có nguyện thệ. Tại có một lần lúc mà sư phụ năm 2007 ấy, phụ đâu có tính remarry làm gì tính đi tu á. Không cái không cái cha với mẹ với phật mẫu á, phật mẫu mình á, con ấy giống như có lòng mẫu nữa, có lòng dường đó, có mấy bà chị học trên thế gian này, con tìm người nào hơn người này, sao con không chịu đại khái, cuối cùng thù mới cưới thù bắt thời cho một đống viết xuống giống như sớ táo quân vậy đó, viết xong rồi đốt mấy ông tứ đại thiên dương ba đem về trời thấu lại với cha, trong đó hứa rượm lum hết á, còn ngậu mấy suốt đời theo phò thế tử để mà hoàn thành sứ mệnh cứu độ chúng sanh. Đó không biết có chữ hứa đứng kịp chắc có luôn á, nhưng mà giờ phạm lưỡng để cho phải đi ngoài đường mà cha cũng nói mà phải hy sinh để mà phụ đâu phải là người của một người đâu, của muôn người. Có nghe con có nói gì không? Con hỏi gì được không? Có giải thích này mẹ nói những đứa mà quay hướng đông bắc đã là họ thiên, dễ chán là nó chỉ có hữu hiệu là cái tay sư phụ nó là cái giống như cái mắt cờ vậy, nó chỉ hiện hào quang khi con đi ban đêm thôi, con đã quay về bên hướng đông bắc đã quy với họ thiên là đệ tử của thiên tâm, sư phụ là giáo chủ của thiên tâm thì là tự động là được về trời hết, chứ không có cần thiết phải dễ chán như nào. Đi đừng có dính ma quýnh quỷ hay vong linh trượt đó, đi nghĩa địa đồ đám ma đồ, con hiểu không? Thì dễ cái đó nó không có hữu hiệu cái đó, và đồng thời khi con ngồi thiền á, cái đó nó hiện lên, nó giống như cái bóng đèn vậy, nó hiện lên thì mấy vong linh không có tới gần mấy con để mà ám sát hay làm gì, chỉ có đó. Chứ còn ở xa thì cũng vẫn là đệ tử mà. Mà đừng có nghịch tử là được rồi. Có phải là nó là đệ tử của sư phụ mà không chịu tu thì cũng không về được liền đó. Nói này các bạn. Giữ giới thì phụ đưa được. Còn giống như ví dụ một đứa đệ tử có thể đọc kinh 3-4 năm liên tục, nhưng mà giờ chót á, thay đổi cái tánh nết rồi không có chịu đọc kinh nữa thì cái đó rất là khó. Nhưng mà ngược lại cái những đứa đệ tử chỉ mới vừa tu có 3 ngày thôi mà rất là có lòng tin thì cái đó phụ càng dễ đưa đi hơn, không có cần phải 3 năm, con hiểu không? Ăn thua là ăn thua, có lúc chót cần tử nghiệp đó. Còn mỗi ngày mấy con tu á để rèn luyện cái lý trí để cho nó mạnh, để cho nó bền bỉ thôi. Cái quan trọng là vẫn là phút chót. Chứ bây giờ con chạy marathon, cái chỗ mà vô được cái finish line mà đã lấy cái đuốc á mới là quan trọng,
Còn có chạy dọc đường, con chạy 5 năm, 7 năm, con chạy kiểu nào thì cái bền bỉ của mình. Nhưng mà lấy được cái cây đuốc hay không đó là quan trọng, con hiểu chưa? Thì cho nên tu hành cũng vậy. Người thường nói là có bền bỉ hay không, có bền gan, bền trí hay không. Con hỏi gì vậy con? Nãy con tính hỏi. Con có hỏi tất bình điều. Dạ. Nói Barry. Ok, cái này sẵn đây nói cái đề tài này cũng cần phải nói. Thứ nhất thù nói có nhiều người cứ nghĩ là Houston là nhà rẻ. Đúng, Houston nhà rẻ hơn San Jose bây giờ cũng là không có bao nhiêu nữa, cũng là giống như 8-10 thôi. Hồi mấy năm trước nó rẻ dữ lắm. Bây giờ cái nhà ở San Jose, ví dụ thù nói 1 triệu, nhà Houston nó có thể 600.000 đó, thì coi như là 6-10. Nhưng mà ngược lại cái Forbes thác hàng tháng còn đóng gấp 3 lần của San Jose. Thứ nhất không là thấy tính là tính lợi là thấy lỗ. Thứ hai là nó nóng, không có ra đường được. Còn chỉ ra đường được có thời gian rất là ngắn, rồi mấy con bùa mắt nó bu nữa, rồi mấy con mũi nữa. Con hiểu không? Đó là nói về đời sống đó. Thứ ba, về cái hệ thống an ninh xã hội Medicare rồi đó, của người già đi bác sĩ rồi đó, cho ly nó tốt hơn nhiều. Phải tính. Chứ nếu không sao mấy đứa biết, nhiều đứa nó dọn qua Houston nó dọn về hết vậy. À, giờ còn cái thứ tư, ở trong nhà hoài thì phải mở máy lạnh, điện nó nhiều hơn, kali nhiều nữa. Nhà kali có bao giờ cần cái đó nhiều đâu, cũng cần đó mà ít. Đó là nói là ngay cái Silicon Valley là ngay cái trung tâm chỗ thù ở là chỗ đắt đỏ nhất đó. Còn nếu mà so one by one mà giá bằng nhau, 600.000 một cái nhà mới ở Houston, Texas hay ở Dallas với một cái nhà mới brand new của Cali, con chỉ chịu khó chạy về hướng Oak Grove, Elk Grove, Sacramento là hai thằng bằng nhau, mà cái hậu của Cali vẫn là ra ngoài đường được nha, mà thật vẫn không nóng bằng của Houston. Mà lại cái property tax lại có 1.2 à. Thì con chọn Sacramento hay Elk Grove, chỉ đi vô chỗ thù có 1 tiếng mấy 2 tiếng à. Nếu mà mình nói về tiền. Còn nếu nói về tuổi trẻ mà đi làm, đừng, nếu mình không đủ khả năng không cần mua nhà, chứ còn mướn cái lối đi riêng 700-500 tháng. Con đi làm, cái cơ hội làm lương rất là cao đúng không? Tại lương ở đó là nó cao lắm. Thì hai vợ chồng mỗi tháng dư trên 10.000, con trả tiền cái lối đi riêng có 700-800. Mỗi tháng con để dành được 8-9.000. Mà con để dành liên tục như vậy, ở những tiểu bang khác con làm gì có cái cơ hội để dành đó. Cali vẫn là cái nơi potential làm giàu. Tại nhà cửa nó lên xuống. Của tôi trẻ, ý là thù nói vợ chồng trẻ đó. Rồi nếu không thì mua condo chừng 400-500 nghìn cũng là peaceful. Condo nó xây đó thì đi làm. Chứ còn mà ham cái nhà bự rồi cuối cùng sao cũng bị lock in trong cái nhà rồi cũng đi làm. Chưa nói nữa những cái hoạt cảnh nó bề ngoài nó còn nhiều cái. Cái ly thứ nhất gần biển, ở biển vẫn tắm biển được nha. Thứ hai có tuyết là Lake Tahoe 3.5 tiếng. Thứ ba có sông Sacramento, sông nước ngọt. Thứ tư cũng có núi, có rừng Yosemite, tức là biển, rừng, núi, sông. Đó là những cái căn bản người ta đi tìm nơi để mà sinh sống, con hiểu không? Tại vì con đâu có ở chỗ, cuối tuần hai chồng cũng phải ra biển. San Jose mình chạy có 30 phút, 40 phút là gặp biển đúng không? Rồi San Francisco, những thành phố lớn. Còn muốn ngay giờ những cái dòng sông thì dịch lên đó Pittsburgh, Antioch có 1 tiếng mấy. Rồi muốn đi trực tiếp
hàng năm thì đi lấy tha hồ hay đi Reno 3 tiếng rưỡi giống như bữa mình đi. Đừng đánh bài nha, mấy casino ở Reno nó bự lắm. Cho nên mình lấy những cái căn bản để mình soi thẳng. Cái property tax nó rất là quan trọng. Ở tuổi về già con á, mà con đóng property tax tháng năm 20-30 nghìn cho con đóng. Rồi đóng đó khỏe vợ. Còn Cali còn có chợ ốp ở nhà có chấm mấy nhầm nhò vậy. Và cái quan trọng hơn tất cả quan trọng, khi con ở tuổi về già con xây cái lối đi riêng ở phía sau bác do con hai chồng già ở, cho nguyên cái nhà trong nhà bự ở trong mướn 5-6 nghìn một tháng, lấy cái đó làm mình cơm sống luôn, cũng là nhà của mình, ta trả tiền nhà mình dùng. Cái nào sướng hơn? Tại cái nhà mà cho mướn ở San Jose á, nó còn dễ hơn là những tiểu bang khác, nên nhớ cái đó. Và đồng thời mai mốt sư phụ tôi về Việt Nam, đây là cái số vốn của tôi được 1,000,000. Sư phụ tôi về tôi bán cái nhà này 1,000,000. Con bán trong vòng 3 ngày là có người mua. Con mua ở Houston này, Dallas này, tôi bán, con bán 3 năm không ai offer, không ai mua á. Con hiểu không? Tại đất nó rộng á, nó cứ xây hoài. Ok, sư phụ tôi về Việt Nam tôi lấy 1,000,000 tôi mua cái biệt thự ngay đường quận 1 năm gì đó. Tôi sống như thần tiên, sướng à. Ông sư phụ nói là thiệt. Những lời dụ nói coi lại, cái đó là Bắc Cali, còn Nam Cali thì thôi còn rẻ hơn chút. Nam Cali giờ đồ ăn nó còn phồn thịnh nhiều hơn là Bắc Cali, đó là nói là đời sống. Cái quan trọng nhất là cái môi trường á, tại vì cái khí hậu ở Cali á là quanh năm nó ấm áp, lạnh quá cũng không có mà nóng quá cũng không có. Florida này nóng á đúng không, còn ẩm ướt nữa, cũng vẫn không bằng cả ly. Florida đâu có việc làm đâu, còn chỗ kia đâu có ai thất nghiệp, ít lắm. Trời ơi, không hãng này hãng kia một đống, không thằng Yahoo thì thằng Cisco, không Cisco Microsoft, không Tesla thì Toyota, Intel, Samsung, trời ơi, đủ hãng á. Học là Material, Lam Research. Hả? Động đất là do cái tiếng đồn thôi. Con có thấy từ lúc sư phụ ở Mỹ tới giờ có động đất không? Chỉ có năm 89 bị có một trận, đâu có nhầm nhò gì. Tới ngày hôm nay sư phụ sống 40 mấy năm, chỉ thấy có một trận động đất gì đó mà cũng không có lớn lắm. Giỏi lắm mà cái cầu Bay Bridge nó sập xuống, người ta xây lại mới thôi. Ở những tiêu chỗ này nè, Typhoon nè, rồi đủ thứ chuyện á. Vậy cái nào nguy hiểm hơn, cái nào dễ chết hơn? Cho nên cái đó, con người Việt Nam mình á không có biết so sánh và không có chánh kiến. Mà sư phụ đã nói chỗ nào có Bồ Tát chỗ không có động đất, có sư phụ không có động đất. Mà sư phụ ở đây từ năm 80-81, sư phụ ở Mỹ là 43-44 năm, có một trận một à. Sư phụ sắp về Việt Nam rồi, sư phụ cũng mong nó thêm trận cho bự bự nữa. Sư phụ nói vậy làm gì có, bởi vì mấy người này không có biết hiểu gì chứ. Mấy con ở Cali mấy con biết không? Chỉ có năm 89 bị chặn dịch tới giờ luôn, im rè. Con cũng có bị, con lúc đó từng ở đâu? Con đó hả? Còn thí dụ như nha, mình nói đa số người của mình là tha phương cầu thực và đi làm nghề neo, đi khắp tiểu bang. Ở ngay chỗ của chỗ ở đó, mấy con chỉ cần gần mấy cái phi trường á, hoặc là vô mấy shopping mall của Mỹ, tại người giàu nó xài tiền, rồi nó nhắm vào cái tâm lý như Los Angeles nè, Toronto nè, phi trường San Francisco nè, phi trường San Jose, những cái khu giàu của Mỹ á, mấy con mở tiệm nem mấy con giàu hơn là những người đi tiểu bang khác. Bởi vì người ta ở đó giàu, dân giàu không à, người ta xài tiền nhiều, người ta không có tiếc tiền, cho nên ở đó kiểu nào cũng giàu hết. Thử không biết, đâu phải mình ở đó cái giàu ở tháng cái mình cứ đi tìm việc, tìm tiệm của mình ấy, để tiệm của con ấy, con mở ngay khu mấy thằng Mỹ, mấy nhỏ Mỹ đâu có nhiều tiền đâu, mở khu Mỹ trắng. À, chứ ai đi mở tiệm neo không mệt à. Ở đó dân số Mỹ trắng, dân số San Jose thụ nghỉ 5-7 triệu vậy đó, nhưng mà nó là phân nửa là Mỹ trắng vẫn còn ở những cái vùng mà Mỹ trắng. Còn cái chỗ mà người Á Châu với người Ấn Độ Mỹ đó nó vẫn còn, nhưng mà Mỹ trắng vẫn là majority ở cái vùng San Jose, tại vì dân hai phát mà. Đó là hàng năm ở những cái trường đại học khắp nước Mỹ, những đứa mà ra trường 20 mấy tuổi đó, nó phải về đó để
nó mua condo hay là mua mobile home, rồi nó ở nó làm kỹ sư đây những cái công ty ở đó, rồi nó lớn lên ở đó, rồi cuối cùng nó thích ở đó luôn. Cho nên hàng năm cái giá nhà kiểu nào nó cũng bán, tại vì người ta cứ dồn gì đó hoài. Còn một cái công ty, một cái cơ sở đó, người ta đã lập ra đó rồi, người ta khó bao giờ mà mua được, dọn đi chỗ khác không có dọn được. Tại vì cái thằng bán tiêu cần có thằng bán nước mắm, thằng bán tỏi, cái hệ thống làm chip nó phải cần gần nhau. Giống như hãng xù vừa làm xong phải thảy qua cái hãng thằng kế bên, xù mà dọn đi xa rồi làm sao mà chuyển đồ đi. Cho nên nó là một cái hệ thống dây chuyền để mà làm cái con chip trên điện thoại mình, là nó phải gần gần nhau, nó đi đi hết. Còn nó không đi thì nó đi lẻ tẻ tùy theo cái ngành nghề, nó liên hệ với nhau hết. Cho nên cái công ăn việc làm lúc nào cũng có. Mà cái nghề neo á, sư phụ nói chỗ đó mới làm nhiều tiền. Sư phụ quen mấy đứa bạn làm đó dạo. Con mở ra, ví dụ phía rừng sông Phan, mấy cô chưa đẩy viên giật ở Châu rồi nó bay về sông Phan nhiều đó. Trước khi mà máy bay đáp xuống để đi làm neo trước, thế mỗi chiếc bay mà thì mở cái vùng gần gần đó, Redwood City hay là San Francisco, một khu Mỹ Trắng, con mở ở Los Gatos. Thiếu gì mà dân Mỹ Trắng kỳ thị, nó thích mình hơn là thích mấy cái nước kia, thích hơn mấy. Thế là con đi mở ở những cái vùng tiểu bang xa xôi này, là toàn là dân nghèo mà nó chịu đâu chịu xài tiền, cái nó vũa đã rồi cái nó chạy luôn nữa. Là cho chư vị nghe thì lúc đầu thù đọc kinh thù đâu có hiểu, tại bây giờ thù đâu sao hiểu được. Bây giờ cái tên của thù là Ngô Túc Kỳ, con hiểu nghĩa là gì không? Còn cái chữ Đại Bi là Nam Mô Hắc Ra Đắc Na Dạ Dạ, cũng là một tên của ông Bồ Tát, con có hiểu là gì không? Nhưng mà cái đầu của mình biết là mình kêu tên vị Bồ Tát là mình hiểu rồi, còn hơn là mình đọc cái đó là hiểu, là hiểu vậy. Chứ là cái ý nghĩa của chữ Nam Mô Hắc Ra Đắc Na Dạ Dạ Nam Mô A Di Đà Phật kiết đế, thì mỗi một cái tên giúp kép kép là hành kinh. Rồi kinh bên kinh Lăng Nghiêm cũng vậy, Nam Mô Đắc Đắc Tha Tô Dạ Đa Dạ Ra Đế, là tên một người rồi tên của người kia, nó ghép lại thì mình biết là đây là những cái mật mã, những cái cốt tên, tên A tên B tên C cộng lại rồi nó mở ra thì thành cái một gì. Thì con đã hiểu rồi. Mà cái vấn đề á, là đọc kinh là chi? Đọc kinh cho tâm mình đừng có bị loạn. Thứ nhất, những đứa họ thiên phải đọc kinh Lăng Nghiêm để không có bị bùa ngải, thư ép. Tại giờ con đi Việt Nam, con đi đâu á, hay là con đi lộn vô cái chùa nào á, mấy ông thầy ông chơi bùa chơi ngải bỏ bùa con, thì con bị giống như depression. Depression dịch thì dễ hiểu là giống trầm cảm á. Vui không vui, buồn không buồn, ăn không ăn, ngủ không ngủ, yêu nghiêu thương thương, cái ở lưng sừng khó chịu lắm. Là những người đang bị trúng bùa là nó có cảm giác vậy. Nhưng mà thích quạo, ai nói cái gì á hay soi mói thích quạo, cái nội thiên phải coi cái đó. Đứa nào mà bị buồn buồn á là bị trúng bùa đó. Còn những đứa nào mà giống như mấy con nè, thích ăn mặc, đứa nào mà thích ăn mặc có nghĩa là không có bị trúng bùa. Còn đứa nào mà mặc cũng giống như homeless á, abandoned mình á, là đỏ, có triệu chứng rồi đó. Có nghĩa là mình cảm thấy hồn vậy được rồi. Trước tiên họ thấy chúng ta ra đường cũng phải có cái lịch sự căn bản và có cái bị hơi căn bản và cái cư xử căn bản. Mà đứa nào mà bị drop xuống cái label đó, đó là phải coi chừng đó, phải dựng lại. Có hiểu không? Là nó thiếu cái điện thanh đó, nó không có energy để sống. Còn cho nên những cái gì sư phụ dạy là đời cho đúng đời, đạo cho đúng đạo là gì. Còn có những đứa nó không có cái label đó, là nó phải coi nó có bị trúng bùa trúng ngải của ai không, nó bị drop xuống, bị low cái level. Mà sư phụ muốn giật ngược lên lên á, giống như mấy cá lừa tươi mấy con thì cũng khó lắm chắc là căn bản. Ví dụ như mấy đứa con vậy, ta biến vậy,
mấy con hôm nay á, ai có làm gì làm mấy con cũng đâu có sân si đâu, rất là khó sân si. Còn những đứa nó mà bị drop xuống là nó, nhiều lúc mặc ở quần 3 ngày chắc không thay nữa đó. Con mà đụng tới đi, họ làm nó hút tùm lum liền á, thì từ đó là nó mới có những cái gọi là so đo và những cái đốt gì tận nhà. Cho nên mấy cái đó thù đâu có giúp gì được, thù đã dạy rồi ai kêu không có chịu nghe lời làm chi. Nghĩa là mỗi ngày căn bản là để cái nước ở trên bàn thờ cha mẹ, mình cũng đọc kinh, mình ngồi thiền nếu mình có giờ, còn nó không tuần lần cũng được, nhưng mà đừng có bỏ cuốn kinh cha mẹ, tại trong đó có lăng nghiêm, nó rất là quan trọng, nó vừa rửa rội cái linh hồn của mình vậy đó. Rồi lấy cái nước búng búng vào mặt, bỏ cái bông nó gãi, tự gãi lên, thì mỗi ngày mình có cái sự vui tươi. Còn đứa nào mà không có sự vui tươi mà trầm cảm á, là đứa đó bị gì đó. Một là ban đêm á, có ai tới thế lực đen nó tới nó hung mình. Hai là ông chồng hay là con mình nó đi đâu á, mang con ma nào về nhà, cũng có thể làm mình bị sần sần. Chứ con người chúng ta, hội thiên chúng ta căn bản là giống gì nè, đi làm công chuyện vẫn vui là vẫn vui, cười là cười, không có một cái gì gọi là dính mắt hay là buồn hay là dễ cau có, không có đâu. Còn đứa nào dễ cau có là coi chừng là mình bị chuyện buồn. Cái đó hỏi sao con cái sự vui tươi nó làm cho con người mình mạnh khỏe, tươi trẻ nữa. Và nó làm cho mình có cái tâm Bồ Tát, nó nảy sinh từ những cái quần áo ăn mặc các con, từ cái nón mà con lựa đúng màu, đúng không, giống như mà tiên à. Thấy không, nói giờ nó làm Bồ Tát, mỗi ngày độ mấy nghìn người đọc kinh đó, có thấy mặc đồ không, trội xuống ngạc nhiên nha, toàn là đồ chiến không. Thì từ cái tâm hỷ lạc nó mới có cái ngoại hình như vậy, con hiểu chưa? Thử mà bữa nào mà nó bị trúng bùa coi, bảo đã nó không giống như bà điên lên núi giờ không bằng chạy tóc luôn á, thiệt á. Bữa nào thử con bỏ kinh đi. Nhưng mà khi mà một đứa mà gọi là abandon cái outlook kinh của mình, cả họ bản thân họ cũng không biết. Cho nên cái căn bản vẫn là đời sống căn bản, nhưng mà tất cả nhân sinh trên cái cõi ta bà này muốn có một cái đời sống căn bản, con nghĩ nó dễ hay khó? Rất là khó đó, con có hiểu ra chưa? Rất là khó. Lỡ như gặp một đứa con đang bị bệnh, đừng nói gì nữa đó, bị bệnh là dĩ nhiên con phải lo đau đớn, rồi lo bác sĩ, rồi lăn xăng, rồi là không có còn lo chuyện gì khác ngoài lo cái bệnh của mình. Thì cái level mà normal đã bị drop, lỡ như chồng hay con có chuyện nó bị drop xuống lẹ lắm, thì nhan cũng sẽ phai tàn lẹ theo của những cái sự ảnh hưởng đó. Muốn maintain mấy cái đó nó không có khó, là mấy con chỉ cần ngồi thiền mỗi ngày, dầu cho gặp được cái cảnh khổ đó trong cái thiền định, trong cái lúc mà thiền á, mấy con cũng được chi vị điển vô tâm để mà tìm cách giải quyết rất là suôn sẻ, dầu cho ngày mai ký giấy ly vậy cũng rất là happy, ký xã nghiệp, phải không? Cũng như ngày mai lên xe hoa lấy chồng cộng nghiệp. Ở đây có ai đâu ta? Ủa nó. Nhưng mà cái này thì tự mấy con nghe cũng có liên quan đến cái chuyện mà cộng nghiệp của con nghiệp. Miễn sao mà con vui vẻ, cô gì tùy đó thôi, ăn thua mình thôi. Con chèo thuyền mà, thuyền có lật hay là thuyền lướt sóng thì tùy con thôi. Hồi nói chuyện thêm 50 phút nữa, hồi lên 2 độ rồi đi.
tức là ý ông nói ông tranh thuận lợi nhập đồng hả? Thuận lợi có điện phải không? Áo người có trời thì có điện. Ổng mà thôi là nhập đồng vô còn mừng nữa, ổng phát hiện vụ lẹ lắm. Nhưng mà những cái người mà xuống thế gian á, mấy con cũng thuộc dạng vậy. Nhưng mà cha đâu có cho cái lực đó đâu. Nếu mà mình có nhiều người có lực đó quá, nó làm trái đi cái luật âm dương. Cha chỉ cho có mình sư phụ thôi, để nhận dạng nay để mình làm việc thôi. Còn Trâm mà ổng có cái đó rồi, ổng biết cái thế gian là vô thường, ổng đâu có thèm tranh đấu. Người ta kêu án ổng, ổng đâu có nói cái này là ta, cái này là tạm bợ, ta cho mày kêu án tao, tao đâu có sợ đâu, tao là người có trời đúng không? Thì ổng không có phấn đấu để mà ổng ba lăng lại cái current life này, cho nên ổng không biết gì đâu, không biết mới là đúng, không biết đi vô lớp học mới gọi là thi, không một cách công bình, là cái lớp này là lớp học. Còn hồ được biết, được dạy dỗ là vì muốn thức tỉnh nhân sinh là có thượng đế right on the top of our head, bà đất bà cha trên đầu mình á. Ôi trời, ra đây ngồi chứ ngồi mấy con ngồi nắng quá, chỗ này này mát rồi nè. Sao đi ăn đâu mà có là đây nó sát bên. Buổi tối hả? Thứ nhất khi mà ngồi thiền hay còn làm gì á là lỗ tai con nó ù quá, mà ù có hai cách nha. Có chuyện gì tới cũng ù ù á, nhưng mà ù theo kiểu vui vui. Còn ma tới nó cũng ù ù, mà kiểu giống như mình khó chịu. Tại vì ma lực nó có cái mùi hăng hăng hôi của nó. Mấy cái điện lực của nó là điện âm mà. Giống như giờ có chồng, đó là ma quỷ đầu thai. Hùng nó còn cãi chẳng thấy phê chút nào mà thấy ghét á. Giống như là hùng cho có chuyện cho xong chuyện á, trời ơi xong rồi con ghét con vô cùng á, thì đó là có ma lực. Đó là lý do tại sao những người ta cứ nghĩ là đơn giản lắm. Thời xưa là giống như chuyện hồi nhông phu á, đâu phải dễ hồi nhông phu thời đại đâu. Thời đại này là tất cả những tiên trên trời xuống, chẳng có ai mà một chồng một vợ. Ở trên trển chúng ta ít ra cũng nhiều, tiên ông tiên nữ. Cặp bồ với tiên ông này ở Bắc Lũ Châu, ngày mai bay tới Nam Thị Mộ Châu cặp bồ với ông tiên kia. Cho nên giờ gặp nhau viên chồng chết. Rồi có những người có nguyện thề với những người mình cực kỳ yêu thương ở tiền kiếp, nhưng mà muốn đúng ngày đúng giờ để mà gặp người đó thì cũng phải có những người phải giữ chân lại để mà không có lỡ. Giống như sư mẫu, nói chuyện bà sư mẫu mình đi, theo bà không có quen như nào đi, bà đẹp chỗ đó, ngàn đằng sắp hàng từ San Jose tới Tân Văn kiếm bà đó. Bà ông chờ đi, có quen sư phụ mười mấy năm, phụ mới chịu cưới đúng không, bị bầm dập đó. Thì bà có nguyện thời vậy đó, thì phải có cái lực gì giữ chân đó. Thì những người khác cũng vậy, cái là duyên nợ tức cười đó, dùng chữ vậy đó, tạm bợ thế gian vậy đó, để chờ đến ngày đến giờ gặp đúng người vậy đó. Nó cũng có những cái đó, rồi có những cái mà nãy hồi trở lại nhân sinh cuốn sách gì đó,
thì là coi lại ngày đầu mình gặp cái người đó như thế nào, rồi mỗi ngày như thế nào, thì mình có thể đoán được sau này á, ví dụ được sống ở thế gian này 88 tuổi để mà lo nước Việt, lo thế giới, trở về một đạo, lo nước Việt thành cường thịnh, 30 năm mà dư sức rồi. Thì đến 85 tuổi cũng già đúng không? Mấy đứa con lúc đó cũng già đúng không? Chưa biết, có đứa ngồi đây cũng đi trước cũng chừng nữa. Nhưng mà chưa biết sớm vậy đâu, cha cho vậy. Thì lúc 3 năm mà chú Hụ vô cái nhà Bụi Trúc mà nhập thất để mà thiền thành Phật đó, là 3 giờ luôn á, bỏ xác phàm lại ngồi lúc ngồi luôn á. Thì mấy đứa nào á, trong đó nó có phòng nó còn trống đó, vô ngồi chung 4 năm đứa gì đó thành Phật chung lượt. Lại bay về giống như mình đi cái trip qua đây nè, từ Cali qua Florida thì mình đi như vậy phải không? Thì mình về chung đi cái trip vậy đó, vô đó ngồi mà chịu nổi 3 năm không? Ăn chay trường phải không? Ngồi thiền chung phải không? Rồi đi làm Phật. Thì cuộc đời nó rất là đầy ý nghĩa. Lúc chúng ta còn có sức, chúng ta đi từ Cali qua Florida tắm biển, rồi đi dự tiệc của ông Trump. Lúc chúng ta về già, chúng ta ngồi thiền với nhau, đi về trời cũng lượt. Tại đi cũng lượt chứ bộ đâu có bỏ được. Trời ơi, tòi sen bự lắm, đứa ăn cánh sen thôi. Thấy cái bông sen không? À, bự lắm. Đứa ăn cái. Nhưng mà muốn được từ đây tới đó, mấy con biết phải làm gì đó. Giữ vững lòng tin với cha mình, dù cho ai nói kiểu nào cũng không nghiêng không nữa, và biết sư phụ mình sẽ sau này sẽ làm minh quân của nước Việt. Thì hôm nay mình phải làm gì? Trước tiên mình phải coi cái cách sống mình ngày xưa bình thường, một người nghe bình thường, hôm nay mình gần sư phụ mình phải đổi phong cách để khi mình ra đường cho sư phụ mình thêm uy tín. Nhớ bữa đó, bữa nay ông đó mình không dám nói tên thầy nha, ông là thứ dữ, ông nể mấy con quá trời luôn, làm hồ tăng uy tín mà đâu phải mấy con tử cà gù cà gạt đâu. Trời, đứa nào đứa nấy vừa như là hoa lạc giữa rừng hoa, bữa nay thông minh lanh lẹ không à. Trời ơi, thế mà là mấy con làm đúng, nghĩa là mình phải có phong cảnh để sư phụ có uy tín, những đứa gần hồ cũng phải có uy tín. Thì sau này á, người là hàng vạn người nhất người ta mới đợi mình. Giống giờ chúc sư phụ đi gặp mấy ông thượng gì, ông nào ông nãy là thứ dữ không đó, thì ông Trump mới là thứ dữ, mấy ông đó mới theo phò, chứ ông Trump là thứ thường, mấy ông đó đâu có theo phò làm gì. Còn thí dụ giờ con vô gặp ông Biden ông nào ông nấy đa số là con thấy ai rồi. Kiểu giống như Obama, thấy mấy tò cũng không về đánh đập tặng là người khác nhau á. Đồ đó mệt thì đâu, máy bay từ San Jose qua Palm Beach vừa cất cánh là thụ ngủ vừa mở mắt ra, ủa nhìn ra cửa sổ thấy nó sáng, bắt đầu chúng tôi rung rinh nó hạ xuống á, rồi thức luôn, tức là được 4 tiếng mấy là đủ rồi. Rồi xong cái nãy chờ ổng đi mướn chiếc xe bất chệt á, nó xếp hàng lâu lắm cả tiếng, cái thù ngồi thiền ở trong cái chỗ phi trường luôn à, chỗ nào cũng tu được, tu tại phi trường cũng tu, đó là họ thiên chúng ta vậy, không có ngại gì, dễ lắm. Thụ ngồi nghe cái cột để cái hoa ly của Thụ ngay sau lưng, Thụ ngồi đâu ai biết Thụ làm gì đâu, ổng thì ổng tưởng Thụ ngồi đánh điện thoại, đợi Thụ ngồi để cái máy nửa tiếng ổng vẫn còn đứng sắp bàn đứa làm không. Thì cho nên bữa nay tuy là ở xa nhưng mà Thụ vẫn ngồi thiền chung với đệ tử trên thế giới, không có phải là bấm lên là không có đâu. Thiền thầy không bao giờ làm sai, làm sai mấy con mốt làm sai sao.
cây thụ còn 50 phút nữa đó là muốn hỏi về đi á. Cây thụ lên tầm cái à. Cao luôn, đi vượt vượt tầng số 6. Nhưng mà nói nhà bữa chút sau này khi hộ nổi danh đó, ở chỗ đó người ta sẽ xây cái nghìn hai bao nghìn cái khăn đồ á, mỗi đứa ở riêng khăn đồ, rồi sinh hoạt thì mình lên những cái chánh điện chính, sau này nó vẫn nhà thờ của cha hay là nhà là điện mẫu của nó không đâu giống vậy đó, nó sẽ khác thường nữa không? Thì về nơi miễn sao về núi thách địa mình tu. Nó ở Mỹ, còn ở núi Cấm thì dĩ nhiên người ta xây dễ lắm. Chỗ nó muốn xây gì không được. Thì một góc để cho họ thiên về đó tu tập. Những chiến sĩ đầu tiên cùng thời với sư phụ Hạ Phàm để lập đạo, những người quan trọng trong lịch sử nhân loại. Giống giờ hai cuốn kinh Tân Ước và Cổ Ước của Chúa, chú đi qua phải, chú qua trái, gặp bà bán rau cũng đi vô nữa. Còn bây giờ mấy con á, tụi hình ảnh đầy hết, nhân chứng, vật chứng lên tuổi luôn. Có nghi. Có con á, lần đầu tiên á, là hiếm quý. Cho nên có con rất là giống như, dạng rất là hiền. Bây giờ con thấy con có phước vui đấy. Cái chỉ là con chim thôi, con biết không? Chim bị nhốt trong chuồng. Con là hồ điệp bay vòng vòng ở trong cái vườn á, tự do ở tánh của con á là rất là phóng khoáng, rất là thông minh. Tại vì đi ngoài đèn một ngày học một sàng khôn mà con nói mà nó thật sự. Con chim á, con chim nó nhốt trong chuồng thôi mà làm tỷ phú rồi. Còn con bay trời ngày con bay biết nhiêu chỗ. Con học biết nhiều thứ. Nói mà vườn đào của mẹ mà con ăn lén vài chút chút thôi, con cũng trường thọ nữa. Ở trên có là trái đào á, trường xanh bất lão á. Đâu mấy con thuộc dạng không có bị phạt, bị phạt nó khác nha. Bị phạt á sẽ là rất là khổ, không có cơ hội, chỉ là làm công việc rất là nặng nhọc. Mấy con làm gì phá? Con là có nhớ sư phụ chịu không nổi vậy. Đa số như vậy. Gặp được sư phụ là mất tiếng. Nhảy xuống tìm cái bụng nào chui chui đại đúng không? Bây giờ gặp lại như này. Ngồi đây gió mắt nó chịu phải nó hoài luôn, phải tắt chứ nó hoài. Bà con coi này cũng hoài. Ok, hôm nay tóm tắt lại là đi đi dự tiệc của ông Trâm, ăn cơm tối, cơm trưa, ăn sáng với ông Trâm. Rồi mấy thầy trò cũng có duyên ngồi ở nơi này, vừa làm vừa vui. Thì cái nơi bờ biển, cái này gọi là bờ Tây của nước Mỹ phải không? Florida. Bờ Đông của nước Mỹ. Palm Beach nó cách Miami khoảng 2-3 tiếng. Không phải là Miami, cái này là Palm Beach. Bờ biển Palm Beach của nhà gần nhà của ông Trump, Mar-a-Lago. Thôi sẽ đi vô Mar-a-Lago. Mar-a-Lago. Thì mấy anh chờ gặp ở đây làm cái clip nhỏ nhỏ bờ biển của miền Đông nước Mỹ rất là đẹp, đẹp giống như biển Đà Nẵng của mình vậy đó. Nhưng mà biển Đà Nẵng của mình hụ về mấy lần đó, thấy mấy chiếc tàu dầu á nó trôi dầu đen thui à. Biển này không có xuống tắm được, quay ra biển nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái bây giờ phụ phải đi lên tắm để mà đi dự tiệc, mấy con cứ ở đây vòng vòng.